Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 14 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ. Sáng ngày 15 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Tuấn, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thạch Đồng, huyện Thanh thủy, tỉnh Phú Thọ, xác nhận thông tin trên. Theo đó, chiều ngày 14 tháng 9, các lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Hương, 48 tuổi, trú xã Thạch Đồng, trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Lại, huyện Lần Thào, tỉnh Phú Thọ. Bà Hương là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ xảy ra vào ngày 9 tháng 9. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đã đưa thi thể bà Hương đi hỏa táng và gửi cho cốt tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ. Người thân của bà Hương đã mong chờ tìm được thi thể của ông Lương Xuân Thành, 56 tuổi, chồng của bà Hương, sẽ tổ chức chôn cất cho cả hai. Thông tin từ gia đình cho biết, vào sáng ngày 9 tháng 9, ông Lương Xuân Thành và vợ là Nguyễn Thị Hương đi khám bệnh ở huyện Lân Thao, về nhà tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, khi vợ chồng ông Thành đi đến cầu Phong Châu, bất ngờ cầu sập khiến cả hai rơi xuống sông Hồng, mất tích. Trước đó, Đại tá Nguyễn Đình Cương, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, cho biết Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động lực lượng thợ lặn của Công an tỉnh, sẵn sàng xuống sông Hồng để xác minh, tìm kiếm các nạn nhân cũng như phương tiện ô tô, xe máy trong vụ sập cầu Phong Châu. Đại tá nhận định có thể có thi thể đang mắc kẹt ở những phương tiện ô tô bị rơi xuống sông Hồng lực lượng chức năng cũng đã huy động các phà có cần cầu của đường sông các phương tiện xây dựng có cần cầu đủ khả năng trục vớt các ô tô trọng tài lớn đang chìm dưới sông theo đại tá cương khi lưu tốc của dòng sông chảy và độ sâu của lòng sông ở mức cho phép quân đội sẽ lắp cầu phao để hướng dẫn người dân đi thuận tiện như đã thông tin, vào khoảng 10 giờ, ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ bất ngờ sập khiến hai mối cầu rơi xuống sông Hồng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, thiệt hại vụ sập cầu có một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, sáu mô tô, một xe máy điện và tám người mất tích. quý vị, sau khi bão số 3 đổ bộ, nhiều tuyến đường, khu phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều cành, lá, cây đổ, vật liệu hư hỏng vẫn chưa được thu dọn, ảnh hưởng đến môi trường mỹ quan đô thị. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quân tổng vệ sinh, tập trung xử lý rác thải, cành cây gãy đổ, tránh gây nguy hiểm đến người và phương tiện khi tham gia giao thông. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc xử lý, khắc phục và bảo đảm công tác thu gom vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn thành phố. Đối với các địa bàn có tổn động rác, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo đơn vị thu gom vận chuyển vào điểm tập kết tạm thời, có giải pháp che chắn nước mưa và phát sinh nước rác, thường xuyên phun chế phẩm khử mùi, diệt ruồi mũi, đảm bảo vệ sinh, tránh gây ô nhiễm môi trường các khu vực thấp trũng có nguy cơ úng ngập ngập lụt thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai các phương án bảo đảm vệ sinh môi trường tránh phát sinh dịch từ ô nhiễm chất thải nước thải các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường tập trung tăng cường nhân lực phương tiện thu dọn đồng thời quản lý các vị trí tập kết rác thải bảo đảm không làm phát sinh ô nhiễm đặc biệt là nước rác phát sinh theo quý vị do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão số 3, 41 tòa trung cư cũng nguy hiểm cấp độ D tại Hải Phòng sẽ ngừng sử dụng để đảm bảo an toàn cho hơn 2.600 hộ dân sinh sống tại đây. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết đã chỉ đạo ngừng sử dụng 41 tòa chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D có hơn 2.600 hộ dân sinh sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão số 3. Thành phố Hải Phòng giao Sở xây dựng chủ trì cùng với các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất báo cáo thành phố về trình tự thủ tục triển khai thực hiện theo quy định. Ủy ban nhân dân các quận Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Trân, Kiến An, tổ chức tuyên truyền thông tin đến các hộ dân tại các trung cư cũ nêu trên, chuẩn bị phương án di chuyển, chủ động tìm nơi ở khác, đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Sở xây dựng thực hiện trình tự khẩn cấp để sửa chữa các trung cư cấp độ B, cấp độ C bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, đảm bảo các điều kiện sử dụng thiết yếu để các hộ dân quay trở lại sinh sống. Cục thuế Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, người nộp thuế về các chính sách gia hạn miễn giảm thuế trong trường hợp gặp thiên tai nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức cá nhân chịu thiệt hại do bão số 3. Theo đó, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế sẽ được xét giảm thuế thu nhập cá nhân tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Người sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai tai nạn bất ngờ cũng sẽ được giảm thuế, mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiên tai. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất về thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường, thì khoản chi này được tính vào chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Thưa quý vị, đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại do Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú dẫn đầu vừa có chuyến làm việc với tỉnh Quảng Ninh để nắm bắt thiệt hại của người dân sau cơn bão số 3. Chia sẻ với đoàn công tác của ngân hàng nhà nước, các hộ dân nuôi cá lồng bè ở Quảng Ninh bày tỏ mong muốn tiếp tục được ngân hàng hoãn nợ và tin tưởng cho vay vốn để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Các chủ lồng tại Quảng Ninh mong được ngân hàng hạn hoãn nợ, giãn nợ và cho vay mới để có thể phục hồi sản xuất. Việc có bánh ước tính có gần 6.000 khách hàng bị ảnh hưởng, tổng dư nợ khoảng 71.000 tỷ đồng. Riêng tại thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh có 230 khách hàng bị ảnh hưởng, tổng dư nợ khoảng 13.300 tỷ đồng. Để hỗ trợ đồng hành cùng với người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Vietcombank đã xem xét giảm lãi suất 0,5% trong giai đoạn từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với dư nợ khoảng 130.000 tỷ đồng. Số lượng khách hàng được giảm lãi suất là gần 20.000 khách hàng. Chương trình giảm lãi suất áp dụng cho dư nợ hiện hữu cũng như là dư nợ mai vay mới nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân có thể ổn định sản xuất, ổn định cuộc sống và tiếp cận với vốn tín dụng trên địa bàn. Những ngày qua, mưa lớn kết hợp với nước thượng nguồn đổ về khiến cho hàng nghìn hộ dân của huyện Nho Quan, tỉnh Đinh Bình ngập trong nước lũ. Mất điện sinh hoạt, thiếu nước sạch đang khiến cho đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Và chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ nhằm ổn định cuộc sống. Gia Thủy là một trong những xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ năm nay trên địa bàn huyện Nho Quan, những ngày qua, nước lũ liên tục dâng cao khiến nhiều thôn của xã với hơn 1.000 hộ dân đã bị ngập trong nước và bị cô lập. Hàng chục hecta lúa bị ảnh hưởng. Mất điện, không có nước sạch phục vụ sinh hoạt đã khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Sau 4 ngày hôm nay thì gần như là tôi, tôi đến giờ phút này là cô lập hoàn toàn bởi nước lũ. Như gia đình tôi là một trong những cái móng nhà được cao mà bây giờ tôi lội đến đến cằm rồi có lẽ là khoảng một mét rưỡi rồi là chìm sâu trong nước những ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, mực nước sông lên cao kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt diện rộng vùng bãi ven sông và các xã vùng trũng thấp, khu vực dân cư trên các địa bàn xã Xích Thổ, Gia Thủy, Lạc Vân, Gia Lâm, Đồng Phong thuộc huyện Nho Quan. Đến ngày 12 tháng 9, toàn huyện có khoảng 2.556 hộ bị ngập lụt, Đối với các địa phương bị ngập, huyện Nho Quan đã triển khai các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ để bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, tổ chức bố trí lực lượng y bác sĩ và chuẩn bị thuốc men để khám và chữa bệnh cho nhân dân nơi sơ tán và tại chỗ, bố trí nơi ăn ở tạm thời và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống. Cũng mong sao là nước nhanh rút nhưng mà hiện nay là nước vẫn cứ đang tiến hành là lên. Đấy đang lên là nhìn chung mấy nay là chưa có dừng. Cơ quan khí tượng thông tin lũ trên các sông ở miền Bắc xuống chậm nên vẫn còn ngập vùng trũng thấp và vùng ngoài đê. Do đó, huyện Nho Quan tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân biết để phòng tránh và nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống thiên tai, ra soát, nắm chắc tình hình những nơi trọng điểm, khẩn cấp để kịp thời chỉ đạo, báo cáo, tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ và thực hiện nghiêm túc phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt.